Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, lẽ ra Sinh đang ngồi trên ghế nhà trường như bao chúng bạn cùng trang lứa để trang bị kiến thức cho một tương lai tươi sáng sau này. Nhưng em Thảo Thị Sinh ở bản Bùa A, xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đã phải làm mẹ khi ở tuổi 16. Sau gần 2 năm về nhà chồng, giờ đây hạnh phúc giang dở, gánh nặng trên vai em là đứa con thơ tròn 1 tuổi, với giấy khai sinh chỉ có tên mẹ, bởi hậu quả của việc tảo hôn không đủ điều kiện đăng ký kết hôn nên không có tên bố. Tôi mới được 15 tuổi xong tôi đã đi lấy chồng lúc tôi đang học lớp 10 giờ. Và bây giờ khi tôi sống chung với nhà chồng thì không được hạnh phúc, kiểu luôn bị gia đình chồng ghét với, luôn bị chồng đánh đập. Nên bây giờ tôi đã về sống với bố mẹ đẻ. Còn chị Sông Thị Máy ở bản Suối Háo, xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La cũng không ngoại lệ. Do gia đình khó khăn, chị chỉ học hết lớp 3, bố mẹ bắt phải bỏ học để lao động, phụ giúp gia đình việc nhà. Năm 14 tuổi, chị đi theo chồng. Một năm sau, chị sinh con đầu lòng. Nhưng vì cơ thể mẹ non nớt, sức khỏe yếu nên sinh non và con qua đời sau 7 ngày tuổi. Đến nay, chị đã sinh thêm 2 người con, bé lớn học lớp 1. Mong giữa dân dân chủ về cũng một cọc lót sống này. Dù lấy từ nhựa lưu ta nhớ lo mà trò sang luôn. Đi lấy chồng sớm khi tôi mới 14 tuổi, sinh con đầu lòng chỉ sống được 6-7 ngày tuổi thì mất. Lấy chồng sớm khổ đủ đường, vừa phải lo cho chồng, chăm sóc con cái. Mong các em gái đừng đi lấy chồng sớm, hãy chăm chỉ học tập, trang bị kiến thức. Đủ 18 tuổi trở lên mới lấy chồng cho đỡ vất vả, đỡ khổ. Quan là lớn nhất tỏ cá gì cho mùng vô dân chủ về hết đã là ngày cho xác cộng tất cộng tới được quả. Đó là một trong những trường hợp tảo hôn chúng tôi ghi lại được trên địa bàn huyện Bắc Yên. Hiện nay, dân số toàn huyện trên 70.000 người với 7 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đó, dân tộc thiểu số chiếm 95% dân số toàn huyện, đông nhất là dân tộc Mông với 46,3%. Trình độ nhận thức, dân trí và hiểu biết pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế. Nhiều tập quán lạc hậu còn tồn tại trong đời sống sinh hoạt của người dân. Những năm gần đây, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đã giảm đáng kể, nhưng vẫn còn diễn ra rải rác tại một số bản xã trên địa bàn huyện. Các trường hợp tảo hôn tập trung chủ yếu ở các xã có đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Theo kết quả rà soát, 9 tháng đầu năm 2023, Bắc Yên có 82 cặp tảo hôn, giảm 14 cặp so với cùng kỳ năm 2022. Nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, trong những năm qua, cấp ủy chính quyền huyện Bắc Yên luôn quan tâm chỉ đạo quyết liệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức cho người dân bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng như mở lớp tập huấn cho già làng, trường bản, người có uy tín ở bản, tiểu khu, lồng ghép tuyên truyền trong các mô hình thi đua dân vận khéo, các cuộc họp dân, các buổi ngoại khóa trong trường học, phát tờ rơi về luật hôn nhân và gia đình, chăm sóc sức khỏe vị thanh niên, hệ lụy của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Tình trạng tảo hôn trên địa bàn xã Hồng Ngài thì vẫn còn. Trước tình trạng đấy thì trạm y tế cũng đã tham mưu với ủy ban nhân dân xã xây dựng các kế hoạch để tuyên truyền về nội dung dân số, kế hóa gia đình cũng như là về tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống. Xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên có 5 bản, 845 hộ và 4.506 nhân khẩu. Dân tộc Mông chiếm 82% dân số. Vài năm trở lại đây, bằng nhiều giải pháp quyết liệt, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong 9 tháng đầu năm 2023, xã có 7 cặp tảo hôn, giảm 50% so với cùng kỳ năm 2022. Xã không có hôn nhân cận huyết thống. Một số cặp vợ chồng trẻ tảo hôn là trong độ tuổi lấy vợ lấy chồng vẫn còn có một số trường hợp trên địa bàn xã. Ở trong trước đây thì chúng ta con chị lấy con em, hay con em lấy con chị, tức là anh chị em ở trong gia đình sinh ra con thì cái hôm tức là cho các con cái lấy nhau. Nhưng mà sau khi công tác tuyên truyền vận động thì ngay hiện nay thì là một số cặp vợ chồng cái hôm cận huyết thống là bây giờ không còn nữa.
Thế về phía phòng dân tộc thì chúng tôi cũng đã phối hợp với lại phòng tư pháp, rồi trung tâm y tế tổ chức các hội nghị tuyên truyền. Trước mắt là tuyên truyền cho cái đội ngũ cán bộ bản, tiểu khu về cái tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Đồng thời chúng tôi cũng đang xây dựng kế hoạch mà tổ chức các hội thi đến các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông về cái tác hại của tảo hôn và luật hôn nhân, và trong đó là đặc biệt là đi sâu vào cái tác hại của cái tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, nó gây ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến trí tuệ, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em. Thời gian tới, huyện Bắc Yên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về các chính sách dân tộc, luật hôn nhân và gia đình, những hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, tăng cường giáo dục giới tính trong trường học, vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao chất lượng dân số tại địa phương.